là Calut Active được sản xuất tại Cộng hòa Liên bang Đức từ nhiều năm nay. Chất lượng của Cộng hòa Liên bang Đức. Ta nói là trong khó khăn mới biết được tình bạn. Em có hy vọng là chính chàng trai này sẽ nâng đỡ, hỗ trợ, bảo vệ cho mình không? Dạ ạ. Em nghĩ là các anh sẽ phải hỗ trợ bảo vệ cho nhau ạ. Dạ. À, vậy là trò chơi này ảnh hưởng lắm nha. Wow. Hãy chuẩn bị tâm sức đi nào các bạn. Còn bây giờ xin mời chính chàng trai sẽ xuất hiện trên sân khấu. Tách nhau ra nếu không chung một đội đâu. Dừng mời các bạn xem không thể tốt. Bye bye. Không thì toàn thua thôi. Cái cậu ngốc lắm. Nhưng mà anh nhân đội em nhé. Không, lại đi. Hello em. Cho con Sơn nó chơi đi. Thật đấy. Học tài tiếp đi. Sao vậy? Bây giờ em ở cái đội nào mà không có bị lún xuống ấy ạ? Tại vì em sợ ở mấy đội lún xuống hay thua. Lún nhụm mặt em á. Em cảm thấy ngợp quá. Ủa, sao vậy? Sao để em đi đứng đấy mà để em bị đứng giữa chứ? Cố lên, em có muốn vào giữa. Dẫn em vào. Vào giữa đây, bảo anh truyền năng lượng cho. Đó, vào đây. Các người truyền năng lượng cho bạn nhá. 1, 2, 3. Trời ơi. Sao mà cùng trường thế nhờ? Có phải trường em mình mới chuyển trường qua bên đây. Dạ. Thì bây giờ em xin mời các anh chia thành hai đội. Riêng anh Minh Thảo thì sẽ ở lại làm trọng tài với em ạ. Vậy mời các anh chia thành hai đội. Vậy là có lẽ là mình chia xong luôn rồi. Hóa ra không phải là mình lại chơi như đội này tiếp. Đội này đồng đều quá, mình sự đồng đều quan trọng lắm. Nhưng mà tôi nghĩ đội này sẽ thua ạ. Đó dễ. Không thế. Bao giờ, hôm nay đội mình có sự giúp đỡ của giáo sư Soho. Nhưng mà bên đấy có anh Ngân. Anh Ngân là điểm rồi, anh Ngân. Hố đen. Nếu mà hôm nay thua nữa thì chứng tỏ là do anh Ngân. Hố đen của nhậu đội. Rồi, vâng. Tại sao không phải do em? Rồi, ok, đã thể hiện tình đoàn kết xong nha. Đâu đang xuống dưới nè. 1, 2, 3. Rồi bây giờ nghe phổ biến nha. Trời đi chứ trời. Tôi cứ phổ biến đi ạ. Mình nghĩ là đội này đi về luôn được rồi. Mọi người ơi. Phổ biến. Nó quyết tâm, nó quyết tâm. Ok. Anh em hiểu. Rồi ok. Rồi bây giờ để chi đội trưởng phổ biến nha. Dạ. Thì cái trò chơi này có tên là Tam sao thất bản. Mỗi đội đại diện lên một người để đến lên quán tu ti. Rồi nè, bây giờ cho hai con em đặt niềm tin vào anh. Nhà người biết sợ ta chưa? Anh em mình thắng. Cái trò này mà mình ngược đội với Minty là mình thắng chắc rồi anh em ơi. Anh em, bọn em chuyển hết. Bây giờ là mọi người muốn chơi một cái hay là ba cái? Một cái. Một cái duy nhất thôi thì. Một cái duy nhất. Ok, một cái ăn ngay nha. Em đếm nhá. Ăn sao? Đây nè, có nữ chính đếm nha. Em đếm đấy. Thì tay ra. 1 2 3. Một, hai, ba. Đội nào? Cái gì? Đội bên đây thắng. Thắng chơi trước mà. Thì đội đó sẽ chơi sau. Ok, chơi sau nha. Mời đội thắng về chỗ. Bọn em chuyển hết sức mạnh cho anh mà. Lần trước anh tin em rồi, bây giờ em phải tin anh. Đội chơi cái trò này mà không có thằng Minty mình thắng chắc. Nếu mà đội mình thua là do anh nha. Đúng. Thì bây giờ người đầu tiên sẽ quay mặt về hướng em. Còn ba anh lại sẽ quay mặt ngược lại. Không được nhìn qua em nhá. Lúc này em sẽ đưa lên một cái bảng. Trong bảng này sẽ có tên một bài hát. Và khi em nói bắt đầu thì người đầu tiên sẽ quay lại và diễn tả bằng hành động, không được nói bằng lời là nói. Là mình sẽ diễn tả cái tựa bài hát đúng không? Dạ đúng. Trời, rồi đúng. Nhưng mình mà quá, không được không? Dùng lời nói, âm thanh chỉ được dùng bằng hành động cơ thể. Ok. Và mình sẽ có 10 bài hát. Nhưng mà nhép miệng được không? No. Dạ không luôn. Không nha, không thấy khẩu hình. Tất cả nha. Đều phải bằng diễn tả. Quyết tâm không thua. Ai cho anh Giang là bị thua từ đầu của nhóm nhá. Ê, dễ. 6 từ. Không được nói, anh mới nói đó. Không có được đoán trước, mà là cứ làm theo cự chỉ thôi. Cứ làm theo thôi. Hiểu. Nào, lại nhá. Đắp mộ cuộc tình. Tôi thấy đội này cho ông Ngân khởi đầu là thấy thua rồi. Ngân ơi, thế giờ đổ qua số 2 đâu có sao, đâu có chết ai đâu. Nè, tập trung nè, bớt nói chuyện ngày giờ nè.
6 từ trên. Cái gì mà rớt dưới đất? Không cho nhắc nhá. Này này, không cho nhắc. Không cho nhắc. Quay lại đi. Quay lại đi. Nhanh nè, hết giờ nè. Tim lọt. Nhanh, em đổi từ không được thì thôi đổi. Đoán đại cũng được. Nếu mà đúng thì đúng, không đúng thì thôi. Làm lại. Có nào có trợ giúp nè. 6 chữ lên trời. Tay. Cái tim rớt. Thôi đổi ba đi. Để cái mấy đứa này chưa? Đoán được chưa? Đó. Thiên đoán thần. Được chưa ạ? Thiên thần à, đoán được chưa? Thôi đổi ba. Kết quá. Đổi bài nha. Quay lại. Trời ơi, cái này dễ lắm. Không được nói nha. Không được nhép miệng. Thì cái một lớp chỉ có một đứa học sinh anh giỏi, nó khó à. Khó vậy ta. Vừa kêu dễ xong. Ba từ. Bốn. Ba thương con là con thương mẹ. Bốn chữ lắm. Nè là không được nói nha. Không được nói. Mà anh. Quay lại luôn đi. Quay lại luôn, đổi từ khác. Thôi quay lại. Đổi bài khác đi. Bây giờ thử coi. Không có. Tại vì ok, rồi bỏ qua đi, chăm chỉ. Bài gì? Rồi bài gì ạ? Bài gì ạ? Nó có diễn tả đâu. Ừ. Cái gì vậy ba? Chen hả? Không. Nó không diễn tả gì hết sao biết? Chỉ có một. Tức quá. Ba từ. Bà nén hương trầm. Bẻ lên ba cho đi mẫu giáo. Tự nhiên hỏi mấy từ, ba từ. Hết giờ rồi. Không được số 4. Đúng rồi. Đoán đại đi. 4 chữ lắm. Đúng rồi. Đính chắc này là tiếp nè, tiếp nè. Hết giờ. Bây giờ nói số từ của bài hát trước. Xong rồi sau đó chữ cái đó. Đằng sau quay nha. Không thảo luận nè. Tức quá. Ok. Khó quá. Anh em có đổi nhau không? Để anh cuối nha. Xong chưa? Này không lấy khổ mình hình miệng nha. Cứ diễn tả đi, không hiểu được, cứ diễn tả đi. Mấy phút rồi. Nhanh. Xong chưa? Đợi bài không? Cái gì vậy? Bây giờ không nghe luôn nè, thằng điên đúng không? Xong rồi đúng không? Ba từ hả? Lý ngựa ô hả? Sai rồi ạ. Thế là cái gì? Hết giờ rồi. Hết giờ chưa? Trời ơi, hết giờ về chỗ. Bang 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 là sao đây rồi? Thế này đi. Trời ơi, anh tức quá. Ok, đẹp luôn, về chỗ nè. Let's go. Tưởng như nào? Thề luôn đúng bài bọn mình biết thì anh mới gặp. Cố lên em ơi. Đang khởi động trước. Ok nha. Mọi chuẩn bị coi đây này. Bao nhiêu phút nhỉ? Tất cả quay nhé. Ok nha, quay không quay lại nha. Ok. Rồi đi kiếm đi em. Bạn hồi nách lắm. Bạn đừng lại gần tôi, bạn hôi nách lắm. Nhưng tôi vẫn ôm bạn. Mặc dù bạn hôi nách, ok. Đợi rồi, quên. Ok, ê, không nói chuyện nè. Bạn hôi nách lắm. Bạn đi. Bạn hôi nách lắm, đi. À, rồi, bài của Eric. Nói tên nè. Tên gì ạ?
của em đấy. Không được nhá. Không được nhá. Không được nhá. Không được nhá. Không có nhá. Quay lại. Quay lại. Anh thật sự ngu ngốc. Ờ đúng rồi, đúng rồi, bà đây. Xong. Anh thật sự ngu ngốc. Tên gì? Người yêu khóc. Tên gì? Bài. Giải thích thêm. Không có nhá. Diễn giải thêm. Giải thích thêm. Không được nói nhá. Anh mày hôi nát lắm, mày đi đi. Mày á, chứ không phải tao. Biết rồi. Bài của Eric. Ừ, bài của nó. Biết rồi, tôi không có tên. Cho nhớ. Cho 2 giây im lặng tự nhớ. Ê, không có nói nha. Không nói nha. Kém đi em, kém đi em. Bài gì của Eric kìa. Bài gì mà. Coi chừng nó nói đó. Em để ý kỹ rồi. Coi chừng nó nói đó. Bài gì của Eric nha. Không nói là hết giờ nha, quỷ bỏ nha. Bài anh thật sự hôi nách. Anh thật sự ngu ngốc. Anh thật sự hôi nách. Nếu làm người yêu khóc thì có xứng đáng. Sao lại gần tôi vẫn hôi ta. Rồi tắt rồi mấy bài. Nghe lên. Quay lại ạ, quay lại ạ. À ok, dễ. Ok, ok. Ồ, dễ đi, dễ đi. Oh no. Nếu mà hôi nách quá thì đi tắm đi. Nếu mà hôi nách quá thì đi tắm. Những chú khỉ vui nhộn. Nếu mà hôi nách quá thì chà nách. Bài này của Blackpink. Không à, nhạc Việt hay nhạc. Ê, nhạc Việt. Việt á? Nhạc Việt. Ê, Blackpink. Mấy cái này nhắc kìa. Quay lên. Sao kìa? How do you like that? Ok. Quay lên. Quay lên. Quay lên. Tiếp nè. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Sai rồi, sai rồi, sai rồi. Đúng rồi, tiếp. Ok. Ok, ok. Ok. Mày chỉ cần diễn lại thôi. Đặt niềm tin sai chỗ anh em ơi. Gì đấy? Cứ làm theo thì đi. Cứ lên ở đâu đó xuống. Ok. Rồi vậy. Nếu như mà hôi nách vẫn chà không hết thì tắm vòi sen. Tắm thì trên đầu tắm. Oh no. Bỏ. Hôi nách quá thì tắm từ trên đầu tắm. Mày làm y chang như tao là được rồi. Nhạc Việt, nhạc Việt. Không nói, không nói nhá. Không nói nha. Nhạc Việt. Đổi bài không? Ê, nó nói kìa. Mày đi bay. Đổi bài đi anh. Mày là thằng rốt lại đi ra đổi từ. Nhà Hàn hả? Đúng đi, đúng đi, nhà Hàn hả? Thôi, không nói nhá. Đổi bài nhá. Zitama, Santo. Zitama. Thôi, bỏ qua, tiếp. Ok, tiếp nha. Tao sẽ tả ra đi ra. Nhanh. Quá rồi. Cái này dễ. Nãy giờ bài nào nó cũng dễ hết. Ôi dễ hết. Lẹ. Cứu tôi. Quay lên. Tôi tức quá. Quay lên. Nhạc Việt. Quay lên. Không sợ mình sẽ thu hồi tí sợ đồng đó nhóc tôi. Quay lên. Khi em hỏi đầu. Quay lên. Khi em hỏi đầu. Quay lên. Tóc bay hả? Đổi từ. Tôi lên bài. Tôi tức theo. Đổi bài nhá. Vũ điệu cồng chiêng. Ok. Khi em mô tả là tóc tiên. Thì tóc nó bay bay là tóc tiên. Trời mày mô tả thấy bố em biết lắm. Anh thấy ok không? Không thôi đổi bài. Khó. Ok. Khó quá. Trời ơi. Ok, được rồi. Ok. Đã nói là đừng có hôi nách nữa. Đâu rồi. Nhảy y chang. Nhanh à. Đâu rồi? Nhảy y chang rồi. Tại em rồi. Oh no. I am the best. Yeah.
Nhưng mà cho em hỏi, bài của Eric là bài gì? Em không sai, chúng ta sai. Thôi ôi, nào thế mà hai đội nè. Tôi không thể chịu được. Hai đội nè. Tại vì sao không ạ? Lúc mà ngồi dưới kia nhận bảo là nhạc gì em nghe hết trơn. Nhạc Tây, nhạc Tan. Ok. Nhạc gì cũng nghe. Được chơi lần nữa không? Mà rất dễ luôn cơ. Chứ giờ quê rồi, mình chơi một từ nữa thôi. Cái gì quê? Bên đây anh có một, thôi bên đây hai ạ. Sao bên đây nó không một? Một thôi. Hai ạ. How do you like that? Ok. Đúng rồi, đúng rồi. I am the best. Và đây là lễ tuyên bố đội chiến thắng. Và người chiến thắng, đội chiến thắng chính là Minh Đan. Anh thật sự không. Rồi nè. Bảo vệ người ấy cũng không xong. Rồi, đi rồi, và em mời tất cả các anh lên sân khấu luôn ạ. Trọng tài không công bằng. Và đội thua cuộc sẽ bị chịu một hình phạt. Đó là? Đó là đội thắng cuộc sẽ phải búng vào chén của đội thua cuộc. Pha này chắc và các anh muốn bao nhiêu cái ạ? Rất ba cái đi, ba cái đúng không ạ? Ba cái, ba cái. Với lại mất thời gian lắm. Phép anh búng đồng đội mình một cái không ạ? Thực sự đội thôi qua phá. Cái này là quyền lý do của cái nhân đội ạ. Rồi bây giờ này bắt cặp đi nè, bên đây là muốn búng ai chọn. Bây giờ mọi người được quyền chọn ạ. Ok, búng ai cũng được. Không cho chọn nè. Cho đội thua chọn á. Đội thua được chọn này, đội thua chọn này. Đội thua được chọn người búng. Ok. Chọn ông xem. Búng thì búng cái gì đây? Búng mấy cái nào? Chán tao mà mày cái. Nè, ông ở bên đây. Phải đấy. Nhậu quá là nhậu quá là nhậu. Đập à? Ai bước lên đầu tiên hả? Em với Vũ Thịnh ạ. Ok. Anh ơi lên kìa. Vũ Thịnh à. Vén cái chán lên nè. Ai ghi ra cái thử thách này mà tại sao mọi người biết là bóng tôi sẽ thua? Lúc nãy ai nói là đội nào có Minty thì thua? Anh ơi. Cả hai người. Thôi nè không cãi. Cái hướng máy quay đâu ạ? Anh ơi lõm chán em. Đó không, mình không vén một lần là mình thương bạn. Ui, kéo rèm hả? Đẹp. Ba cái đúng không em? Dạ, ba cái. Tịnh. Ok. Cặp tiếp theo ạ. Đâu, lên đi em. Tự trả thù 10 năm chưa muộn anh. Xong rồi phải thắng. Nhẹ nhàng mới ăn bánh nè. Rồi. Đau không? Nhẹ quá nhở? Hả? Đau không? Thế là mạnh hay nhẹ? Nhẹ à. Ok, hai cái rồi đó. Để mời. Rồi, về chỗ luôn. Lên. Nè. Em búng nhẹ lắm. Lên đây. Ôi, nhắm. Lên đây. Nhắm. Lên đây, nhanh lên. Em như thế, tay chân. Nhanh lên, lên đây. Cúi xuống, em búng nhẹ mà đây này. Em búng đây. Đau lắm. Nào. Một. Cái bà này đang búng mà đi. Hai. Oh no. Một cái nữa đi. Một cái nữa. Rồi về chỗ nè. Ok. Một. Hai. Hai cái rồi. Còn cái. Ok nữa. còn một cái nữa. Còn cái nữa. Mạnh mau. Ba. Ủa sao búng mọi người. Nè. Ăn ra. Nè. Ba cái rồi. Cậu ngốc lắm. Tức là có mỗi Thịnh bị búng thật à? Buồn thế. Lùm cả não mà lõm cả. Hay là hai cặp đôi này lại trốn ra. Trốn tiếc làm gì đây? Hẹn hò riêng à? Thôi bây giờ nè, vấn đề quan trọng là ở đây chị mang trở lại hồ sơ mà em đã chọn. Vấn đề là em phải chọn lại xem là em có muốn thay đổi không. Nhiều khi tự nhiên 30 phút trôi qua, bao nhiêu chuyện xảy ra, cái trái tim mình rung rinh, xét đánh một người khác làm sao. Nên là em phải chọn coi là em có còn muốn giữ quan điểm cũ không. Dấu bài kỹ thế. Dữ liệu đầu tiên là chân hình khác ngoài đời, bạn ấy chưa đứng. Em nghĩ là Lục Huy ạ, chứ ta photoshop hình quá tay. Em nghĩ là anh Ngân. Tại vì là anh Ngân ngoài đời rất là bằng nhắng. Kéo chân. Ok. Trước khi mà chúng ta đến với phần tỏ tình chính thức để biết là nhân vật X mà Mỹ Khánh thầm thương trộm nhớ là ai á, thì mình sẽ làm một thủ tục y như cũ.
đó là liệu chúng ta có thể tự tiến cử mình là nhân vật X được không? Bằng cách bấm chuông. Nếu như trong khoảng 10 giây bạn suy nghĩ rằng đây có thể là cô bé mà mình cần bảo vệ nè, đây chính là nhân vật X của đời mình nè. Xin mời các bạn cùng xoay ghế. Ok, đây là giai đoạn mà em sẽ phải đối mặt với câu hỏi ngay từ đầu của chị, là liệu em sẽ rất là hạnh phúc hoặc là trái tim của mình như bị xé toạc ra, bởi vì không ai chọn mình hết. Ngay cả cái người nhân vật X mà mình yêu thích, họ cũng không có ấn tượng gì với mình, hoặc là họ không nghĩ mình là sự lựa chọn đúng đắn trong thời gian này, không phải là hình ảnh họ đang tìm kiếm. Em vẫn sẵn sàng chứ? Dạ, em sẵn sàng ạ. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi trực tiếp. Trong 10 giây, liệu bạn sẽ xoay lại và nói với Mỹ Khánh là anh ở đây rồi, em đừng lo. Hỡi cô bé không giận ai quá 24 giờ, yêu thích sự tươi tắn của những bông hoa hướng dương và rất là trẻ con, dễ thương, hồn nhiên với năng lượng tích cực và hài hước. Điều đó có phải là một nửa mà bạn đang tìm kiếm hay không? 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Hết giờ. Cảm ơn các bạn. Có thể đây là câu trả lời mà Mỹ Khánh không mong muốn, nhưng mà em đã cho mọi người thấy hết tất cả màu sắc, cá tính và những suy nghĩ thật của mình. Em có hối hận điều gì trong chương trình không? Dạ không ạ. Như em đã nói từ đầu, đó là em đến đây là để bản thân mình thích và muốn điều gì thì sẽ làm hết mình sống với điều đó. Ngay cả khi người ấy quay lưng với mình vẫn quyết định sẽ mang trái tim ra để đánh đổi một sự thật chứ. Dạ. Em có muốn sẵn sàng vào phần tỏ tình chưa? Dạ rồi. Còn bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào phần tỏ tình. Em đến đây cũng như bao nhiêu cô gái khác để mình tỏ lòng mình với người mà em thầm thương trong lòng. Và mọi người có đoán được là ai không? Trên bàn của các anh thì có cái phong thư các anh đã nhận được chưa ạ? Thì ra là vậy. Trò chơi câu đố này hơi bị căng đấy. Em mời các anh mở phong thư ra và em có thể mời tất cả mọi người đứng lên được không ạ? Ôi thơm quá. Ừ nhờ, thơm nhờ. Ủa cái phong bì này thơm nhờ. Ui mùi xà phòng. Không phải mùi xà phòng, nó mùi nước hoa gì đấy. Không, mùi nước cọ nhà vệ sinh á. What? Cái gì đấy, cái gì mùi đấy? Xà phòng, mùi xà phòng thơm. Bậy bạ. Thân ma cái này thơm mà thật. Mọi người đã nhận được mã số của mình chưa ạ? Mình nhớ giữ mã số đấy riêng nhé. Thấy nhiều số 0 quá nè, ô nè, ô quá chừng ô. Đây sẽ là một cuộc dò mã số. Trời ơi, như lô tô giống hả? Lô tô rồi. Bây giờ em sẽ gỡ từng cái
con số ra và mọi người sẽ dò con số đó. Và nếu như mà hồi hộp, ai có con số trùng với lại con chỉ số trên đây thì sẽ là người mà em tiết lộ ngày hôm nay ạ. Ồ, hay quá. Mọi người bắt đầu chuẩn bị chưa ạ? Ok, okay. Dạ, sang. Dạ. Hồi hộp quá nhỉ. E. Chữ đầu tiên chữ E. E. E có 1. Ai có E. Ủa, ai có E à? Tôi tưởng mỗi mình tôi đặc biệt. Ai không có chữ E thì em xin mời ngồi xuống ạ. À. Ai không có gì không à? Có. Em xin phép mở cái chữ số thứ 2 ạ. Loại trừ 5. 5. 5. Rồi. Ai có 5 luôn đúng không? Số 4, anh số 4. Con số 5 thì ai không có số 5 thì xin mời ngồi xuống ạ. Ủa, anh không có. Ủa, anh không, không có à? Anh số 4 mà. Ủa thì không có à? Anh không có. Còn lại vẫn 2 người thôi. Ai không có chữ J em xin mời người đó ngồi xuống ạ. Ba mọi người. Lui cung. Cái này quyết định này, cái này khác nhau rồi, đến cái chỗ này khác nhau rồi. Dạ, và con số 0 ạ. Hồi hộp quá. Mà có phải đúng cái thứ tự không nhở? Hay là... đúng rồi đó. Thứ tự, vâng, niềm tin hy vọng gì mà đúng có đúng thứ tự. Ai buồn, nghe buồn. Bất hy vọng à? Chết rồi. Chết đi. Ôi, Y. Ai không chữ Y? Và còn ai không có chữ Y thì em... Có Y không? Có Y không nhở? Có Y, có Y, có Y, có Y. Anh xin lỗi gì đã không giữ được em ở lại. Ngã dễ ở đây, em và ô sét rồi khác nhau. Tôi dự đoán là ô sét rồi. Còn 3 chữ cuối mà còn tới 4 người. Đã tim đập tình thịch. Hồi hộp quá như kiểu là đợi điểm thi đại học. Tim đập tình thịch. Trúng lô tô. Số 4. Số 4, ai không có số 4 em xin mời ngồi xuống ạ. Bất ngờ, bất ngờ. Đang trần nhậm rồi. Ai? Ôi, đúng là ô xét thật. Đau quá. Của anh với em có gì khác anh, nhau giao điểm không? Anh à đây, bắt đầu khác nhau rồi. Khác nhau nè. Cái cuối quyết định nè, số quyết định nè. Con số thứ 5 kìa. Ông đây là số hô rồi. Ông nhầm loại. Hô là em rồi. Chắc chắn là số hô rồi. Số hô, số hô, số hô, số hô, số hô, số hô. Và tôi bạn thôi. Số cuối bạn là gì? Số cuối bằng là gì? À, số cuối của hai anh là gì ạ? Anh là số 1. Còn anh? Số 5. Số 5 hả? Thì anh là số 1 rồi kìa. Thôi, cũng định ngồi xuống sẵn đi em ơi. Rồi, chắc là để em chuẩn bị ngồi rồi. Vậy em có thể mời hai anh bước lên trước được không ạ? Căng quá. Thông báo điểm thi học kỳ. Thôi ổn mà. Dạ, và đây là con số cuối cùng. Em quyết định người thứ ai là ai? Số 5, số 5, số 5. Số cuối của hai anh là gì ạ? Anh là số 1. Số 5. Số 5 hả? Số 5, số 5, số 5. Số 0. Cậu lừa bọn tôi. Số 0 nè. Em mời người có con số cuối cùng lên đây. Số 0. Số 0. Của em khác mỗi một chữ rồi này. Anh khác mỗi số cuối này. Tí nữa được giải đặc biệt. Em khác đúng số 8 nè. Tí nữa anh được 2 tỷ. Vậy là không biết anh có đoán được một cái gì đó chút xíu này về cái mặt xấu này không ạ? Anh hả? Anh... thật sự thì anh không đoán được. Nếu mà có số 5 thì anh chỉ đoán được một thứ, đó là ngày sinh của anh thôi. Thì mình cũng tiết lộ nhé. Theo bên chữ số cả Latin đấy thì chữ E này nó nằm ở con số thứ 5. A, B, C, D, E. 5 ạ. Anh đếm xem chữ J này là thứ mấy. A,
10. C D E F G H I J. 10. Sợi. A B C D. Hay quá. F G H I. E. Đây là ngày 5 tháng 10 năm 95 sinh thần của tôi. Mọi người thấy 5 không 4 không. Có phải là giống chị Soho không ạ? Hay quá vậy. Wow, cảm ơn em, cảm ơn rất nhiều. Đầu tiên là chắc là cảm ơn em tại vì đây là một cái dịch thuật rất là không mới đâu. Tại vì từ năm khoảng anh học cấp 2 á là tụi anh đã có từng làm cái kiểu dịch thuật chữ theo số. Thì như em nói là số 5, số 0 là số và số 4 thì tượng trưng cho chữ H và O, Soho. Thì anh đã từng cũng đã từng tập qua cái này nhưng mà không tập nhiều cho nên thế là mà anh không nhận khi ra. Mình nhìn lại thì mình cũng không có nghĩ tới. Chú anh ở đây là ở đâu ạ? Trường học, sân trường. Hồi xưa anh là người thế nào? Anh hả? Anh hồi xưa anh là một cậu sinh chắc là thứ nhất là học giỏi, thứ hai là rất là thích, rất là năng động, luôn hoạt bát, kiểu như là hoạt động rất là nhiều, văn nghệ hay là thể thao này kia thì rất là nhiều, nhưng mà khi mà học thì học rất là dở. Anh không hỏi em gì à? Thì bây giờ anh mới hỏi em nè. Thì anh cũng không hiểu tại sao em lại chọn sân trường là nơi để lần đầu tiên anh với em đứng chung tại đây. Thật ra là em thích anh vào một bộ phim mà cách đây 3 năm trước, mà chính anh là diễn viên trong đấy. Đó chính là bộ phim Từng Có Người Yêu Tôi Như Sinh Mệnh. Bạn diễn chung với anh, em có nhớ không? Dạ, Minh Tú. Không nhớ. Anh ấy không phải người em chọn. Nhưng mà lúc đấy anh ấy còn tròn, chứ không phải được như thế này. Đúng rồi, lúc đấy anh 65kg lần. Anh lúc đó cũng vậy, anh lúc đấy thì chắc hơi có da có thịt hơn chút xíu. Còn bây giờ thì anh bớt rồi. Dạ, mình ngồi xuống nhé. Ok, mời em. Ghế trường anh đó, em yên tâm, ngồi thoải mái. Thật sự khi mà ngồi dưới đây rồi vẫn còn hồi hộp nha. Tại vì từ khi mà anh đang ngồi cái ghế đó, em bước ra là anh đã không bao giờ nghĩ là em sẽ chọn anh. Không bao giờ luôn á. Vì xem những từ khóa này kia thì anh thấy cũng không có link với nhau nhiều lắm. Chủ yếu là sẽ gợi lên những cái mà em muốn nói cho mọi người, muốn giới thiệu về em qua những từ khóa thôi. Dạ. Và cái điều mà ấn tượng của anh nhất đó là anh có một cái nụ cười nó rất là tươi, rất là hút, nó sáng hơn. Và nụ cười sáng thì khi nhìn vào mình cảm giác như là mình biết cảm giác sét đánh không? Anh cười, nụ cười anh trong vắt siêu lòng em ngay từ phút ban đầu. Anh cười, nụ cười chưa hết câu, thế nên tình sâu âm thầm em giấu tình yêu. Khi mà xem cái clip á, mấy bạn nam ở dưới ngồi thấy thật sự là bạn cười rất là xinh. Đặc trưng là có hai cái răng thỏ nữa, mình cũng có hai cái răng thỏ nữa. Cái răng thỏ rất là dễ thương. Hồi cấp 3 anh có thích uống một cái thức uống nào đâu, ví dụ như là trà sữa nè, nước ngọt. Khi mà anh học từ cấp 3 thì không có nhiều, quá nhiều món thức uống giống như bây giờ. Thì đại loại là những cái món của anh uống, anh là người con của miền Tây, cho nên là những ngôi trường ở dưới sẽ bán những thức uống và những đồ ăn vặt này kia rất là khác so với trên này. Thí dụ như là ngày trước anh rất thích uống là đá me. Thứ nhất là đá me, thứ hai đó là hột é Mũ Gòn. Hả? Anh biết không? Hột é Mũ Gòn là gì vậy? Ở dưới quê hay gọi là hột é Mũ Gòn, khổ tai. Đấy, đó là hai cái món mà hầu như là anh rất là thích uống và hàng ngày là đều phải uống như đó, tại vì ồ dễ thương. Tèn 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 tèn. Có người order trà đào và nên là order xin trà đào lên cho hai bạn. Cảm ơn thật nhiều.
phục vụ hơi đẹp trai không? Đây là cái món thức uống mà em thích uống nhất. À. Dạ, đó chính là trà đào ạ. Cho anh một cốc trà đào. Tiện cho em hỏi lối vào tim anh. Rằng em đang thích anh, thích anh, thích à. Đúng luôn á. Em thì nãy em có nói em không thích những thức uống nhanh. Khi mà em đi những cái tiệm trà sữa, cái món uống em thường chọn sẽ là trà đào. Còn bình thường em sẽ uống những thứ như là như anh nói nãy là đá me hay là nước hạt é. Còn không thì sẽ là một ly cà phê đen đá không đường. Sao cá tính vậy? Em là đứa con gái cá tính chứ không phải là một đứa con gái bánh bèo. Bản thân em khi mà ở mấy trường thì em cũng không phải là một bạn học sinh quá giỏi đâu. Và em cũng rất là năng động. Dạ, tất cả các hoạt động mà em được tham gia và đặc biệt là thể thao, em dù con gái nhưng em không hề sợ nắng cũng không sợ bụi. Em chơi từ đá banh cho đến bóng rổ, bóng ném, bóng đá gì đều có mặt hết. Anh muốn hỏi chính xác hơn là cái lúc mà em gặp anh lần đầu tiên là ở đâu? Đơn giản chỉ là em thích anh qua phim ảnh thôi. Nhưng mà tại sao nếu như mình thích một người mình lại không có thể lên để tìm hiểu người đó? Nên em cứ thử xem. Bản thân mình nếu thích thì cứ sống hết mình. Vậy nếu như mình, theo anh nghĩ nha, chấm điểm từ thang điểm 1 đến 10 thì anh cho anh bao nhiêu điểm về ngoại hình, về tính cách, về tình cảm, cảm xúc, về bất cứ cái gì mà anh có thể cho điểm của anh? Thật ra thì riêng về anh chỉ đánh giá được anh qua vài mốc thôi. Ví dụ như về ngoại hình, ok, anh là một người con trai cao ráo, mặc đồ cũng hơi khó tìm xíu tại cao quá cho nên là với lại size này kia mặc cũng khó. Thì về ngoại hình thì chắc là khoảng thang điểm 8 thôi. Còn về tình cảm là cái thang điểm chứ anh nghĩ là thấp nhất, tại vì anh là một con người thích hành động, nhưng khi anh hành động anh sẽ ít nói. Trong chuyện tình cảm thì anh sẽ không có nói nhiều, và thậm chí anh là người rất là kiểu bằng là một người làm nhiều hơn nói hả? Làm gì hơn nói, kiểu mình giống thích gì? Được cho người ta thấy cái sự hành động của mình. Đúng rồi, hành động nó sẽ dễ hơn so với là anh sẽ thể hiện qua lời nói đối với người mà anh thương, người mà anh yêu. Bản thân em cũng là người như vậy. Và đối với em thì những cái lời nói đôi khi nó chỉ là lời phù phiếm thôi. Quan trọng mình phải chứng minh bằng hành động. Em không thích sự ngọt ngào qua lời nói, đôi khi nó là một cái sự giả tạo. Nhưng mà khi mà mình làm được, mình chứng minh được cho họ thấy thì em thấy nó sẽ có giá trị hơn. Nhưng mà anh vẫn thấy một cái việc đó là em một cô gái cũng khá là nhạy cảm. Dạ, em là một cô gái rất nhạy cảm. Em sống theo cảm xúc rất là nhiều. Và em ngoài cái đôi mắt khóc của em, và em cũng rất là dễ khóc. Em là một đứa té, đau, chảy máu, không bao giờ khóc. Hay là những cái lời dèm pha em không bao giờ khóc. Nhưng khi em đụng chạm vào cái cảm xúc của em ấy, em sẽ rất là dễ khóc. Ví dụ em đi qua đường, em thấy một người lớn tuổi không qua đường được mà xe rất là đông, mà em không ngừng lại mà em dắt họ qua đường thì em cũng khóc được. Nó là một cái ví dụ của em. Nó nhiều cảm xúc, người dễ xúc động. Và em thuộc dạng một đứa khá là nhạy cảm, nên vì vậy có những cái cảm xúc mà ngay cả đối phương cũng chưa cảm nhận được nhưng mà em có thể cảm nhận trước họ. À đúng rồi, này em có nói anh là anh chấm bao nhiêu điểm, vì anh chọn là 8 điểm đúng không? 8 điểm cũng là một con số hoàn hảo đó, nhưng mà em vẫn thấy thiếu. Mọi người thấy thiếu gì không? Thiếu em. Đúng rồi, thiếu em đó. Có chút bồi dối, tay rồi tiếp theo về không anh cái về ngoại hình thì anh chấm là 8 điểm. Còn về tình cảm thì chắc anh khoảng có chút tan vỡ, chắc 6 điểm trên trung bình, đủ để qua lớp thôi. Nó có khoảng thiếu nên mới cần một khoảng lấp để cho nó đậy thành 10. Em cũng đâu phải một đứa hoàn hảo, em cũng chỉ mới vừa qua một mối tình đầu. Thì 6 thì em chấm em 4 thì mình sẽ tròn 10. 2 cộng 3 bằng mấy, 2 cộng 3 bằng 5. Thì đưa bàn tay của em cho anh nắm này. Em nói anh là em là đứa có tâm hồn ăn uống siêu đẹp. Không biết là hồi
đi học á, anh có thích ăn những cái món gì ăn vặt không? Thật ra thì những cái món mà anh ăn vặt ở dưới lúc anh còn đi học á, chắc ở trên Sài Gòn không có đâu, nó thật sự không có đâu. Hầu như là những món đó anh sẽ dắt mọi người đi về quê của anh ăn cho biết thì mọi người biết, chứ thật ra thì ở Sài Gòn không có bán những món đó. Ví dụ như anh nói một món nha, ở quê anh hay gọi là lía xào. Nó là cái gì vậy? Ở dưới miền Tây quê tôi á, gọi lía xào, con lía chính là con hến. Lía xào thì người ta sẽ xào nó lên, bỏ chút gia vị kiểu muối và bột ngọt thôi. Và cái đó thì bắt đầu chấm với nước me đường. Đấy. Thôi thôi đừng nói nữa. Đó thì những đại loại những cái món như vậy. Và trước thì anh rất ít ăn kiểu như bánh tráng trộn. Rồi có khi vô lớp á thì hay ăn những cái bánh tráng mà cuốn sẵn á, thanh dày dày nè, hay vô lớp ngồi cắn gịch. Đấy thì cái đó có rất là nhiều. Cái đó là cái món mà em hay lấy ăn vụng ở trong lớp học. Đấy thì hồi trước anh cũng rất hay như vậy. Em phải đi. Nhớ cho bọn anh xin miếng nha. No! Em thích ăn nhất là món bánh tráng. Em có thể không ăn với cái gì nhưng mà bánh tráng là cái món yêu thích nhất của em. Đây. Cảm ơn em nhiều. Anh có thể ăn luôn tại chỗ ạ. Anh có thể mời các bạn ăn được không? Dạ được anh. Tại vì anh, cái anh khi mà anh được chia sẻ tình yêu thì anh muốn chia sẻ tình cảm cho mọi người. Ô lên anh à, hay là cho anh mời dạ. Mọi bạn nhá. Tại mấy bạn anh cũng đang đói á. Dạ. Tình cảm anh em mà lúc này nè anh Soho ơi. Ủa sao ngon quá nhở? Trời quá. Đâu tôi lấy miếng to rồi. Nhất. Lấy vừa nha. Một miếng nha. Thôi đó được rồi, thế thôi. Thank you, Thảo em cảm ơn em nhiều một nha. Cục cho anh với. Thảo ơi, Thảo, cầm một cục cho anh với. Chừng nhắm. Bé ở ngoài Hà Nội không quen ăn cái bánh tráng ấy, không ăn bao giờ. Ăn làm sao mà thiếu anh được. Ngày xưa anh cũng không quen đấy, nhưng mà bây giờ ngon. Anh cảm giác như kiểu đang nhai băng dính trong mồm. Em thấy không quen. Ngày xưa mà mình đi học, có người mua vô. Thì, ví dụ mọi người đấy, nhau. Đúng rồi, dành nhau đấy. Em nhớ ngày xưa là có mua mấy cái bánh tráng nhỏ nhỏ 1.000. Đúng rồi. Xong bắt đầu mình trộn lại. Trộn cho kim cúc vào. Đấy. Xong rồi bắt đầu trộn xong là cả đám nhà vào xin một bốc một miếng đó. Thì thật ra thì anh gửi mọi người, anh biết là mọi người sẽ có người sẽ ăn và không ăn, nhưng mà anh muốn gửi lên cái cảm xúc đó. Mọi người thấy ngon không ạ? Ngon. Nhưng mà anh vẫn anh muốn tìm hiểu sâu hơn về cái gì là mình đang ở trong cái không khí vườn trường á. Vậy anh không nhớ phim đấy quay trong bối cảnh nào ạ? Ừ, quay trong trường. Dạ. Ừ, thì em muốn làm lại bối cảnh. Tại vì anh không nghĩ là sẽ có một bạn nào đó sẽ ấn tượng bộ phim đó và cho đến ngày hôm nay đem hết tự tin của mình lên đây và thể hiện cái tình cảm của mình thôi. Không cần biết kết quả nó ra sao, nhưng mà giờ em đứng trên đây là thật sự anh rất là nể phục luôn á. Riêng các bạn thân anh, nếu như mà là một người con gái như em đi thì anh cũng không có đủ dũng cảm đâu. Tại vì mỗi lần mà tỏ tình người ta, anh bị ám ảnh từ ngày xưa khi học cấp 3. Anh tỏ tình người ta nhưng mà anh rất là sợ, anh viết thư mà anh phải truyền cho bạn anh. Xong lá thư đó để đi thêm một đoạn đường nữa về tới tay của mẹ anh. Anh luôn nhớ tới cái chuyện đó và ám ảnh về cái chuyện phải tỏ tình người khác. Ở đây là lần đầu tiên em đi tỏ tình một người á. Anh chính là người đầu tiên mà em tỏ tình. Lần đầu tiên em tỏ tình một bạn nam. Tại vì đó giờ em chỉ mọi người tỏ tình em rất là nhiều. Thôi bây giờ mình đổi không khí một xíu nha. Ừ, cảm thấy okay. Trầm lặng quá. Em có thể nhờ anh giúp em kết một cái vòng hoa được không ạ? Đây là hoa baby. Nhưng mà anh không biết. Anh không biết anh có thể em có thể chỉ làm được không? Mình sẽ nối cái hoa lại thành một cái vòng trên đầu thôi. Và hôm nay em có đem đến cho anh một món quà. Nếu như mà anh biết được thì em sẽ gửi anh món quà đấy. À đúng rồi, em quên mất. Trong ngoài hoa thì mình sẽ có cái khung sẵn nữa nên mình sẽ nếu có cái dễ hơn. Đang không xong cái vòng hoa này chắc mình tụ trường luôn, chưa có xong vòng hoa nữa. Ok ạ. Ok, mình sẽ luồn nó qua. Lần đầu tiên tỏ tình à? Dạ đúng rồi. Xem can đảm để mà lên đây để tỏ tình. Tại vì lên đây phải va chạm rất nhiều thứ so với cái chuyện là ví dụ như là ngoài đời. Thật ra là em va chạm đời nhiều hơn so với việc lên đây.
Để coi nha, 6 không chê nha. Trời, đây là lần mà mình đan hoa này kia. Anh nhớ có một lần hồi trước anh gói quà cho... Mình có nên nhắc lại không nhỉ? Em có biết cái gì nhiều về anh trước khi anh vào nghệ thuật không? Trước đấy thì không, mà em biết anh qua bộ phim. À, coi phim mà chỉ để anh thường ngắm anh thôi. Wow. Chứ anh Minh Tú thì không phải của em. Không sao, em cứ việc thẳng thắn với anh Minh Tú. Tại Minh Tú rất là quen những cái chuyện này. Minh Tú không thích ai mà nó xạo không, hay là... Nhưng bây giờ em không thích Minh Tú thì sẽ sau này còn một cô gái khác thật là dễ thương thích anh, đúng không ạ? Anh mong là như thế, chứ anh thấy là từ đầu giờ anh toàn đi tỏ tình người ta không ạ? em thấy Vũ Thịnh sao? Anh Ngân ơi, anh Vũ Thịnh rất là đẹp trai. Nhưng cũng không phải của em. Nhưng mà có phải của em không? Nhưng mà em thật rất tiếc. Ủa, bạn đang nói rất tiếc gì đâu? Rất tiếc mà. Nhưng mà ở đây thì nhiều người vậy, nhưng mà cái mẫu bạn trai lý tưởng của em là như thế nào? Là anh đó. Thật ra em không có một cái mẫu lý tưởng nào hết. Mà lý tưởng của em là tính cách và nụ cười cơ. Em thích một người nào đó qua cái tính cách của họ, chứ em không nhìn bề ngoài. Tại vì vẻ bề ngoài ai mà chẳng già đi. Wow. Ủa, anh Ngân không hề già đi. Tuổi anh rất là cao rồi mà anh vẫn còn trẻ nè. Tuổi anh Ngân cao bằng cái chiều cao chán của Thịnh ấy. Hợp lý luôn ấy. Sau bao nhiêu tập thì anh Ngân vẫn bị mọi người đối xử tệ bạc. Bọn anh đang khen anh Ngân mà em rõ ràng mà. Đây là một cái lời khen mà anh. Đây là mình trẻ mãi không già hay là... Trẻ mãi không già. Mặc dù là người cao tuổi lớn nhất đây. Nhờ cái chiều cao đấy nên nó mới trẻ lâu. Đúng rồi đó. Cái em nói khéo ấy, thực ra ý của anh mãi không trưởng thành được ấy. Tôi không có khéo tay rồi mọi người. Không sao mọi người. Đẹp mà Soho, đội lên đầu thử đi. Đó, mà cho anh hỏi là em chính xác là em là người ở đâu? Ba em là người miền Tây, còn mẹ em là người miền Bắc. Còn ông bà nội thì em hiện tại đang ở Tiền Giang. Tiền Giang có gì nè? Khúc đấy chẳng có gì, chắc có thịt dê, thịt bò. Vậy bây giờ An Giang có một cái vòng hoa lên đầu em nè. Wow. Tí nó không được. Wow. Wow, nó xấu thiệt Sơn ơi. Chưa bao giờ thấy một cái vòng hoa nó to như vậy. Đây là một cái tấm lòng thôi, tại vì anh là dân kỹ thuật thôi chứ không phải là dân mỹ thuật, cho nên là nhìn cái vòng hoa mà tức á. Không, anh thấy như anh đang nhìn từ xa thì giống như kiểu em lấy mấy cái cành hoa em cắm vào đầu hơn. Là anh Soho đổi cái phần nhiều vào trong đi cho nó ấy đẹp. Cái phần ít để cho ra giữa ấy. Không, nhưng mà vẫn rất là đẹp. Nó lệch lạc. Thôi, tại vì em ấy dễ thương mà nên đổi rất là đẹp em dễ ạ. Dễ thương thôi. Cắm hẳn lên luôn. Sao trông giống như kiểu là cuộc thi trang trí hoa. Cắm hoa nghệ thuật. Thôi, à? Mọi người đừng có chọc tôi nữa. Wow. Cái gì nhở? Nữ thần thiên nhiên. Bây giờ anh tặng em một bản rap được không? Không biết là anh còn nhớ cái bài Nếu Anh Không Phiền mà cái khúc rap trong đấy á. Nghe thôi, bây giờ rap không nha. Ông cần đi, ông cần bọn tôi hát lời, đẹp lời, không? Lời, tại vì lâu lắm rồi, một năm rồi mà không coi được cái lời. Đây bạn ơi. Không sao đâu, cứ thoải mái, bình tĩnh. Em đang buồn lắm, nhưng nếu anh không phiền thì cho mượn đôi bờ vai. Ok. Beatbox cũng được. Nhịp sao? A cappella. Ok chứ. 1, 2, 3, go. Bây giờ anh sẽ đá học đoạn, có thể là sẽ sai lời xíu. Dạ. Anh vẫn chơi, em vẫn chơi, em intro nhưng mà trình bày nhiều quá. Ok. J Hey. Muốn cần đòi bờ vai hay tờ vào anh sẽ còn hứng hờ. Chờ ai chắc là sẽ phiền em nếu anh thương em chỉ biết em thương ai tình nào mà tình chân gian chung. Muốn coi nhau là chục chân. Tình yêu đến đừng quay lưng nếu được bên nhau. Anh muốn tình mình dài lâu dù cãi nhau. Ê, chỉ gục ngơ chỉ là mơ mà thôi. Gần mực thì đen gần em ấm áp khiến anh có đức tin. Chỉ vài giây để anh nói yêu em. Như muốn cả đời này anh để chứng minh. Để tin ra.
Ông quên rồi. Cảm ơn Ngân nha. May đấy, tí nó cắn vào lưỡi. Vậy thì em sẽ gửi anh một món quà nha. Cảm ơn anh vì cái chiếc vòng này. Và... bạn bé, đây là bánh macaron ạ. À. Em có tâm hồn ăn uống nên thì em chỉ có nghĩ được cái món quà thôi. Em cũng đến đây và sẽ đem cho anh biết cuốn nhật ký của em. Cuốn nhật ký này là bí mật của em biết và muốn được tiết lộ với anh. Anh nhận nhá. Anh có thể mở ra luôn. Dạ được. Anh có thể đọc vài trang đến, anh đọc đến trang cuối cùng. Anh thử đến trang cuối cùng em. Mình lật gì anh hay đọc là trang. Từ này hả? Đây. Cuốn nhật ký này được bắt đầu từ ngày 15 tháng 5 2017. Và thời gian gần đây nhất chắc nhiều quá anh cái này có thể mang về đọc được không? Dạ được ạ. Cái gì anh lật vào trang này luôn đi ạ. Và câu nguyên văn trong đây là: anh Sơn Sô Hô, anh có nguyện ý nắm tay em để mở ra một câu chuyện tình yêu, để khi thịnh vượng cũng giống như lúc thời gian nan, khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu và tôn trọng lẫn nhau sau này hay không. Sorry anh đọc văn hơi. Và câu chuyện nào thì cũng có hồi kết, thì cũng nhật ký. Cái được không ạ? Được chứ. Ok. Và em có muốn nói với cho khán giả biết là anh đã viết gì trong đó không? Em sẽ đọc nha. Thật sự anh rất là hạnh phúc. Nhưng có điều là do là mình cũng chưa biết nhau. Thì nếu được, mình sẽ có thể bắt đầu bằng tình bạn trước được không? Vì em đã khóc thật nhiều từ lần yêu được tiên. Vì em cảm thấy một mình dù ai. Đây có trả lời là có chứ. Vì em thấy trời vơi nên con tim em giờ đây lại thêm một lần tổn thương. Cảm ơn anh rất là nhiều. Cảm ơn anh vì hôm nay đã được anh ở đây cũng kỷ niệm. Anh chịu khoát, anh xin về đọc tiếp nha. Khi nào đọc rồi anh hồi âm được chưa? Mặc kệ những thương, mặc kệ những ta phương.
chào mừng em trở lại với chuyến tàu thanh xuân. À, người ta nói là rất là khó để quay trở lại thanh xuân của mình, để gặp gỡ một kỷ niệm đẹp nào đó mà mình đã không dám đối mặt. Nhưng mà chị nghĩ là cô ấy đã dám đối mặt với nỗi sợ hãi của mình là sợ bị chối từ. Còn riêng em thì sao? Em có một nỗi ám ảnh, đó là về những năm học ngày trước, ở những cái mối tình mà em chưa bao giờ có được một mối tình đầu ở trên mấy trường. Đó là khi mà bạn bước ra và khi biết được là em lên bảng vàng thì em cũng rất là xúc động, rồi hồi hộp rất là nhiều, rất là cao độ luôn, rồi xong rồi là hạnh phúc. Dạ. Yeah. Tại vì giống như mình được trở về năm cấp 3 rồi và mình được một bạn gái tỏ tình, chứ không phải là mình đi tỏ tình người khác. Đấy là cảm xúc mà em có được. Và có nhiều điều thì em vẫn chưa nói được với bạn. Nhưng mà em nghĩ sau này em với bạn sẽ liên lạc với nhau. Nhưng ít nhất thì tại cái sân khấu nhỏ nhỏ này, với sự tái hiện của không gian mái trường, mình đã gặp được những phần tốt nhất của nhau trong một giai đoạn rất đẹp. Và khi mà ra đi cũng không có phải nặng nề, cũng không ai thấy rằng là mình không còn cơ hội gặp lại người kia, đúng không? Mình vẫn có thể là những người bạn, thưa quý vị. Và có thể là chúng ta cùng nhau thở dài, tiếc cho một câu chuyện mà biết đâu Soho và Mỹ Khánh đã có thể song hành với nhau trên những toa tàu tiếp theo của thời thanh xuân. Nhưng mà đó là sự lựa chọn của họ. Và chúng tôi cũng rất cảm ơn Mỹ Khánh cũng như các bạn nữ đã cùng đến đây bộc bạch chia sẻ những phần ký ức đẹp nhất của các bạn đến với chương trình Tỏ Tình Hoàn Mỹ. Và xin chúc cho các bạn sẽ có thật nhiều những niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống khi bước ra khỏi chương trình. Thưa quý vị, chương trình Tỏ Tình Hoàn Mỹ được phát sóng lúc 19:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube Hẹn Hò Hoàn Mỹ. Rất mong sẽ nhận được tình yêu thương và sự đóng góp ý kiến của các bạn theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị. Em luôn luôn có một cái niềm tin mãnh liệt vào tình yêu, và em tin là sức mạnh của tình yêu thì có thể thay đổi rất nhiều thứ. Cho nên là thế, đấy là lý do em xuất hiện ở đây. Và em có niềm tin mạnh đến mức nào đủ là một cái liên khúc hoặc là một bài rap, một bản mashup dành cho chương trình ngay bây giờ không? Yeah. Không đi ngủ trước 2 giờ sáng bởi vì anh còn phải du em, đưa em vào trong giấc mộng ngọt, ngọt như là cái bánh su kem. Em cũng là một rapper. rapper. Muốn chứng tỏ cái năng lực của mình. Và em tới đó là bơ. Em hơi run ạ. Đại Trần Nhậm này đó. Đây là sở trường của đặng Trần Nhậm rồi. Ôi, Lục Huy nữa. Tổ chức rồi. Đụng hàng rồi. Ê, mặc đồ cặp à? Không, mình rồi đâu sao? Mình cặp đâu mình. Tình yêu đa mỹ, nơi tình yêu có thể vượt qua giới hạn xã hội khi các chàng trai được tự do bày tỏ tình cảm của mình với nhau. Hoàn